Xin chào tất cả các bạn nhé. Tôi đang có mặt tại một công trình đang đổ con đường bê tông đây. Từ một video rất là lâu rồi. Bây giờ con đường đang hoàn thiện đó các bạn nhé. Trong video hôm nay là những chiếc xe ô tô bên tải Hoa Mai và những chiếc xe trộn bê tông làm việc ở con đường này các bạn nhé. Các bạn có thấy phía xa đây là những chiếc máy trộn bê tông, những chiếc xe trộn bê tông đang tiếp rút ở đây. Tiếp theo là chiếc xe thứ hai sẽ đổ cát để giải cho con đường này các bạn nhé. Trước khi đổ bê tông thì cần lót một ít cát để cho nó lấy độ êm. Bây giờ là chiếc xe ô tô tải cổ vô sẽ tiến vào trong kia để đổ bê tông các bạn nhé. Chiếc xe ô tô trộn bê tông của silo chắc, những chiếc xe silo chắc rất là to khỏe các bạn. Chiếc xe siêu to khổng lồ, một công trình đồ end đấy các bạn nhé. Trong kia là một chiếc xe bê tông nữa đang tiến ra đây. Công trường có tới 5 chiếc xe ô tô bên tải chở bê tông phục vụ đây các bạn nhé. Những chiếc xe phải nói là rất là to. Bên ngoài này hai chiếc xe đang chờ đây. Từ chiều ngày hôm nay thì là các bạn nhân mùa hè luôn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nắng mới như mùa hè. Thank you.
qua đường lùi khá là xa, phải qua bao nhiêu cái đồng cát này chúng ta cũng vào qua nhé. Sau một cái hành trình lùi thì bác tài của chúng ta đã tới nơi các bạn nhé. Bây giờ là cái quy trình đổ bê tông đây. Hôm nay các bạn sẽ được thấy chiếc xe xả bê tông xuống rất là đẹp mắt các bạn nhé. Các bạn vừa được xem chiếc xe trộn bê tông lùi vào và đổ ben xuống đây các bạn nhé. Đó là toàn bộ một quy trình một chiếc xe bơm bê tông xuống. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ cho những video mình nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau.